Sáng ngày 4 tháng 3, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã có buổi làm việc với huyện Yên Lạc về việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Theo báo cáo của huyện Yên Lạc, tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2022, trên địa bàn có hơn 22.200 trường hợp F0, trong đó gần 12.000 trường hợp đã khỏi bệnh, hiện đang điều trị gần 11.000 trường hợp, trong đó điều trị tập trung hơn 440 trường hợp, hơn 10.200 trường hợp đang điều trị tại nhà, nơi lưu trú. Huyện đã thành lập và kích hoạt 17 trên 17 trạm y tế lưu động, 157 tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 cộng đồng và 157 nhóm Zalo, thành lập trang fanpage Yên Lạc hỗ trợ điều trị COVID-19. Yên Lạc hiện có 3 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 đang điều trị cho hơn 420 bệnh nhân. Tổng số người trên 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ 2 mũi đạt trên 99%. Đã có hơn 55% số người được tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại. Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19, hoạt động của trạm y tế lưu động, công tác điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú của huyện Yên Lạc, Phó Bí Thư Thường trực Tình ủy Phạm Hoàng Anh yêu cầu Huyện Yên Lạc cần tập trung chỉ đạo để giải quyết mọi vấn đề thắc mắc của F0 tại nhà, kiên quyết không để F0 di chuyển trong cộng đồng, thay bằng việc để các F0 đến trạm y tế thực hiện các thủ tục thì các tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 cộng đồng trực tiếp đến nhà hỗ trợ các F0 nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Để thực hiện được việc này, huyện Yên Lạc cần huy động thêm nhân lực từ các đoàn thể chính trị xã hội tham gia hỗ trợ trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 cộng đồng để thực hiện hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong thực hiện điều trị chăm sóc F0 tại nhà, nơi lưu trú, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch, điều trị chăm sóc F0 tại nhà, nơi lưu trú đồng thời linh hoạt trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh cho phù hợp và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước thực trạng số ca nhiễm COVID-19 ngày càng tăng cao, chủ trương cho người bệnh nhẹ điều trị tại nhà là rất cần thiết để giảm tải áp lực cho bệnh viện, góp phần hạn chế tình trạng quá tải ở các cơ sở y tế. Tuy nhiên, vì COVID-19 là bệnh truyền nhiễm và có tốc độ lây lan nhanh, nên ý thức của người bệnh trong việc chấp hành nghiêm quy định cách ly là vô cùng quan trọng để hạn chế đến mức thấp nhất sự lây nhiễm cho cộng đồng. Biết là vậy, nhưng một số trường hợp vẫn chủ quan không thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly. Đây là những vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng chống dịch và sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1997 có kết quả dương tính với COVID-19 từ ngày 22 tháng 2 năm 2022. Ủy ban nhân dân thị trấn Hương Canh đã ra quyết định cho Mai được áp dụng biện pháp cách ly theo dõi điều trị tại phòng trọ trên địa bàn thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên trong thời gian 7 ngày. Chồng Mai là Đỗ Văn Thái thuộc diện F1 cũng được áp dụng biện pháp cách ly từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, chỉ mới cách ly được 3 ngày, hai vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Mai đã tự ý đến huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để giao dịch mua bán xe máy. Tiếp đó ngày 27 tháng 2, Mai và Thái lại tiếp tục rời khỏi nơi cách ly để mang xe đi bán và bị công an thị trấn Hương Cảnh phát hiện. Giao dịch xe có 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 bạn đến mua xem xe đây thì em tiện em đi luôn đấy, chứ em em không có tình. À, tại mấy hôm đấy là em mấy hôm đó xong hôm sau test âm tính rồi thì cái mấy ngày cuối em nghĩ là khỏi rồi mới đi ra ngoài thôi thực trạng người bệnh hay người trong diện nguy cơ cao phải thực hiện các biện pháp cách ly nhưng chủ quan như vợ chồng Mai không phải là hiếm. Điều này rất nguy hiểm là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, pháp luật đã có những quy định xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp này. Qua công tác nắm tình hình đến ngày 27 tháng 2, chúng tôi có phát hiện lập biên bản đối với hai trường hợp đã có quy định cách ly F0 và F1 tại tổ dân phố Thắng Lợi sau khi chúng tôi là biên bản đang hiện tại chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xem xét uh, tính chất mức độ một là xử lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hai là nếu sau khi xác định được hành vi vi phạm uh, gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ củng cố hồ sơ củng cố hồ sơ xử lý theo hình sự công an thị trấn thường canh cho biết Nguyễn Thị Thanh Mai và Đỗ Văn Thái đã bị xử phạt hành chính tổng số tiền 15 triệu đồng vì hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quy định tại điểm B khoản 1, điều 11, Nghị định 117-2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong trường hợp phát hiện hành vi của Mai dẫn đến việc lây bệnh cho người khác, thì đối tượng sẽ bị xử lý hình sự. Thời điểm hiện tại, lực lượng công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng quản lý giám sát F0, F1 cách ly điều trị tại nhà, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp F0 không khai báo y tế, số F0 đang cách ly có vi phạm. Tiếp tục chương trình là tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh,

số trường hợp F1 hiện đang cách ly 20.718, số trường hợp đang cách ly tập trung 3.811, số trường hợp đang cách ly tại nhà 103.154, tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh 2.413.568 mẫu.